sọt các bạn ạ uh, Hôm qua thì Thạch có thấy một cái anh Anh ấy bình luận Ở trên uh, trên kênh của Thạch Thì thực ra là cái này thì anh ấy Muốn kiểu cảnh báo cho mọi người ấy Thì là anh bảo là Chia sẻ cho một số bạn ấy Anh này thì cảm ơn anh nhá Anh tên là Vang Thì anh ấy cháy mất 2k đối với con Big Time Con Big Time thì nhịp vừa rồi nó cũng Điều chỉnh khá là mạnh Nó điều chỉnh khoảng tầm 50% à, uh, X5 cũng cháy Uh, x5 cũng cháy uh, Anh đu con future Đã Anh đu future con big time 20 ngày thì cháy tài khoản Đấy các bạn ạ 2.000 đô Thực ra là cũng là một cái số tiền lớn rồi đấy các bạn 2.000 đô nếu mà bạn mà phân bổ vốn được vào mỗi con ấy mà nó được x5 x10 ấy, thì các bạn sẽ có 10.000 đô hoặc là hoặc là 20.000 đô nó có một số tiền rất là lớn vốn bây giờ rất là quý nên là các bạn đừng có phung phí vào cái việc mà long sọt tại vì cái long sọt các bạn thì cái tỷ lệ mà người được ăn ấy nó rất là thấp đấy hôm qua này cái màn kêu long diệt sọt này Ờ... Uh, Uh, số lệnh mà bị thanh lý uh, tổng số tiền mà số lệnh bị thanh lý là 270 triệu và trong đó những lệnh long bị thanh lý là 169 triệu, những lệnh sọt bị thanh lý là 100 triệu. Chính vì vậy là long cũng chết mà sọt cũng chết đúng không? Đó, thì ở đây các bạn này, những cái lệnh rất là lớn. <laughs> Nên là các bạn có đủ tiền để 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 đốt không? Ví dụ như là đây là có khi mà e ở cái vùng là hai 3.000 3.500 này. Đấy, thì có cái lệnh này là 850.000 đô thì nó rơi vào gần 20 tỷ đấy các bạn ạ. Rồi rồi một cái lệnh Sọt ETH này 354.000 đô thì các bạn nhân với 2 năm thì nó cũng rơi vào 78 tỷ rồi. Rồi đây là cái lệnh short Bitcoin này là 146 1 uh, một, một tỷ 64 1 tỷ 4 1,46 sáu uh, triệu Thì nếu các bạn đổi ra tiền Việt Thì nó sẽ rơi vào 26 tỷ này Cộng với nửa của 26 tỷ Nó khoảng cầm 3 chục tỷ Ở cái 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 cái, cái lệnh 1,46 triệu đô này các bạn này Nên anh chị em là thôi Bỏ long sọt nha các bạn nhé Bỏ long sọt Chúng ta giàu chậm thôi Nhưng nó bền vững các bạn Bền vững